cầm tay bốc ăn luôn cho nó ngon, cho nó đà nhá. Đấy. Ừ, bỏ luôn. Đấy, úi giời ơi, rực rỡ quá. Ngon không? Ngon hả? Ở đây ba con ở đấy và những cái trẻ em ở đây. Ừ. Cả đời họ chưa thấy những cái hộp xôi mà có thịt, à, có chả và có cá me thế này. Nói chung đấy là một bữa ăn, nói chung có lẽ là họ nhớ mãi về những nhà hào tấm. Ôi, xôi này là cho em bé cho mẹ ăn luôn. Mẹ ăn cũng được ạ. À. Mẹ ăn cũng được, mẹ ăn thấy thích không? Rất là thích. À, đã khi nào được ăn xôi thịt này chưa? Chưa. Ôi, ở chưa. Hả? Ở đây không có. Ở đây không có ha? Dạ. À. Xôi đấy, giò rồi là thịt nướng đấy, đấy mè lạc, ở đây gọi là mè lạc, còn ở quê Khánh gọi là vừng lạc đấy cả nhà. Xôi rất ngon, ngon lắm. Mà mình quệt quệt lên tí nữa người giống nhiều, mình chấm xôi mình chấm ấy, ôi giời đấy, xong rồi. Ngon. Ba con ở đấy và những cái trẻ em ở đây. Ừ. Cả đời họ chưa thấy những cái hộp xôi mà có thịt, à, có chả và có cá me thế này. À. Nói chung đấy là một bữa ăn, nói chung có lẽ là họ nhớ mãi về những nhà hào tấm của mấy chị đây. Ừ. Dạ, đấy là một hộp xôi. Mà em đừng có biết rằng là ngày hôm nay ấy, ngày hôm nay là cái ý tưởng mà tặng những cái phần xôi thịt, dạ, giò và đầu lạc này cho các em nhỏ lai không? Đó chính là chị Thi ở bên Mỹ. Dạ. Chị qua những cái thước phim chị nhìn thấy của anh Khánh đưa lên ấy, chị rất là thương những đứa trẻ vùng cao trên này. Và chính vì điều đó cho nên là chị muốn rằng là tặng cho các cháu một cái phần xôi nho nhỏ. Đấy, một miếng thịt nhỏ để đâu đó có thể là mang lại những cái niềm vui cũng như là cho các cháu được thưởng thức. Dạ. Đấy, chị đang còn nói rằng là nếu dạ sự ở gần thành phố chị có thể là đặt nhà hàng làm cho các cháu một cái bữa tiệc. Các cháu tập trung lên đây. Ừ. Đấy. Các cháu ơi. Nói to lên. Các cháu có thích ăn xôi không? Có không ạ? À? Nào ai thích ăn xôi giơ tay nào. Ai thích ăn xôi thịt giơ tay nào. Nào. Ai thích thì vỗ tay thật lớn nào. Rồi. À đây 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 đây. Xôi rất là nhiều, rất là ngon. Rất là nhiều thịt cả nhà này chúng ta nhìn thấy này. Các cháu thấy có thèm không? Chúng ta có thèm xôi không? Nào nếu chúng ta nếu thèm chúng ta nên có nhá. Các cháu có thích ăn xôi không? Có rồi. Rồi. Hôm nay là Khánh đã cùng với anh chị em trong đoàn đấy đã thay mặt cho chị Thi ở bên Mỹ đấy làm đến là 300 phần xôi luôn. Bởi vì ở trên đây trẻ em thì rất là nhiều. Đấy, chúng ta sẽ tặng cho tất cả các cháu ở đây. Rồi. Ôi giời ơi, đây. Đây có mấy cháu này, dài. Mấy cháu này. Rồi để lại để chú Đình đưa xôi để phát tặng cho các cháu này. Đây này, à, cháu lại bọc về cho em ăn nhé. Nào nào này. Ôi, giỏi quá. Cháu ơi, đứng đây chú giao lưu đi. Cả nhà chúng ta nhìn thấy này. Còn nữa không, có ai nữa không? Trên này chân rừng đấy. Chân nó đi là vậy này. Còn mang theo một cái đeo một cái đèn để dễ tìm. Một dâu, một bấm. Dễ tìm. Đấy, bây giờ để chú mở ra cho con ăn nhé. Đây con. Đấy, chú mở ra cho con ăn nhé. Có ai nữa không? Đây, úi dồi ôi. Nhiều thịt quá. Rồi, con đưa vào ăn nhá. Đây, ôi chầm cái độ. Úi dồi, chầm cái độ. Úi dồi ơi. Đây. Úi dồi, đây. Các cháu đang tập trung ăn đây này. Các cháu ăn đi nhá. Xem ai còn thiếu nữa nào, ai còn thiếu. Mọi người ơi, lại đây lấy xôi nào.
Đấy, tất cả các cháu lại đây đi. Đây. Rồi. Ôi rồi rồi rồi. Ngon quá. Ngon không con? Thích không? Ngon không? Đây 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 đây. Ui già. Ăn đi. Lấy tay bốc cầm thịt ăn luôn. Đấy, cầm miếng thịt bỏ miếng đi. Cầm miếng thịt đấy. Đây đây, đây con xúc con cầm thịt ăn con ăn đi. Ôi giời, con lấy tay này, con cầm này, bỏ miếng luôn. Đây 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 đây, bỏ miếng. Ui giời, ngon quá. Đấy, nhai đi. Đấy. Bỏ cái này. Cái này bỏ đi. Đó, đúng rồi. Cầm tay bốc ăn luôn cho nó ngon, cho nó đã nhá. Đấy. Ừ, bỏ luôn. Đấy, ui giời ơi, rực rỡ quá. Ngon không? Ngon hả? Đấy, cẩn thận cái đổ nhá. Rồi. Đấy, ui giời ơi. Hôm nay giống như là một cái bữa tiệc của tất cả các em nhỏ ở trên vùng cao này quý vị ạ. Cháu chưa có à? Sao đâu rồi? Của cháu đâu rồi? Ăn hết rồi. Ăn hết rồi. Ăn hết rồi á? Ồ. Hùng ơi. Lại cho cháu này thêm một miếng nữa, một hộp nữa. Cháu đây ăn hết rồi. Cháu đi ra đây chú cho nào. Đây. Đây. Cháu. Ôi. Đây nhá. Cháu ăn hết rồi. Thèm quá. Tồi thế, đưa một phần xôi mà ăn hết luôn rồi. Cầm thìa này. Đây, ăn đi nhá. Ôi, cháu này lặt hết thịt ăn rồi. Ở đây con của chị đấy ha. Con là nuôi còn nhỏ. Đây là con của chị luôn hả? Dạ. Ôi giời. Toàn là nhỏ tông này. Nó coi cẩn thận đấy. Coi nó làm rơi hết thịt đấy. Bé này là lấy hết thịt ăn rồi. Còn xôi nữa. Ăn đi con. Ăn đi con. Đấy, thôi không cần thìa nữa, bốc xôi ăn luôn. Lấy tay bốc xôi ăn luôn. Đây đây. Đấy, trong lúc mà anh em đang chuẩn bị quà thì Khánh cũng đi chia sẻ để cho tất cả quý vị chúng ta thấy được cái cuộc sống của bà con nơi đây. Đó. Hả? Còn xôi á? À, vâng, anh đi lại đây, có xôi. Thầy Bình tập qua với mẹ rồi, hồi trưa mẹ rồi nuôi thầy Bình. Mẹ chưa đi mẹ. Nói mình rồi không rõ. Mình khó là không tạp mày khẩu mẹ trà lắm. Năm nay mày mới tuổi rồi. Mẹ không biết tuổi tác chứ. Mẹ không biết tuổi. Thầy trà. Đấy. Mẹ không nhớ bao nhiêu tuổi nữa hả? Không. Mẹ năm nay 100 tuổi rồi. Năm nay. Hả? Năm có 1 tuổi chứ. Bao nhiêu? Anh ơi, đi lại đây cho cháu lại đây lấy xôi anh. Nhà mình có mấy người con? Dạ, con có đứa anh. Hả? Đứa anh. Còn có đứa nào nữa không? Hả? Có đứa nào nữa không? Còn bao nhiêu hả? Còn 2 đứa nữa à? Đây anh lấy về cho cháu nhé. Cháu đâu rồi, đưa cháu ra đây ăn cho vui. Cháu không ăn. Ở đây chày đưa về cất rồi. À, đưa về bên đó ăn à? À, có rất là nhiều cháu đang tập trung ăn ở đây này. Còn nhiều cháu thì bây giờ đã về. À đây rồi. Rất nhiều cháu mới đến lấy lại đây để ăn xôi nhá. Lại đây, lại sát hơn nữa. Chú hỏi này, các con thích ăn xôi không? Bây giờ là các con không biết được này. Hôm nay chú thay mặt cho cô Thi tặng xôi cho các con ăn nhá. Đây, xôi thịt nhá. Xôi chả nhá. Đây. May là làm 300 phần đấy bạn Hùng. Ai có rồi thì thôi cái chứ, ai có đấy, rồi nếu, phải có rồi nhưng nếu mà 150 phần xôi là coi như là tờ eo teo huyền tèo. Đây. Đấy. À, ai có rồi thôi nè, đến người khác nhân nè, thấy chưa? Ba con ai đói thì đây, người nhân luôn. Đây. Đấy.
có rồi, bạn không thôi. Dạ. Vâng vâng, mẹ mới đến đây đây đây. À, mẹ xin một phần á. Dạ 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 dạ. À, ban đầu quý vị ạ, khi mà Khánh ấy cùng với bạn Hùng ở đây là quyết định là làm một cái hộp cho nó to. Nhưng mà Hùng nói ơi, Hùng nói Khánh ơi, bạn mà bây giờ làm một cái hộp to như thế là ăn không hết. Đúng không? Hộp đi là vừa rồi. Đấy, cho nên là anh em là cắt á, thay vì là làm 150 phần hộp to như thế thì bây giờ làm hộp nhỏ này. Vừa ăn nó gòn cái bụng mà chia được nhiều phần. Đúng không? Vốn đủ lớn nhỉ. Đấy đấy. Mà đôi khi là phần to là ăn có thể hết được, các cháu thế này đói là nó có thể ăn hết được đấy. Ừ, nhưng mà to quá. Làm nhỏ này. Cháu ơi, cháu Hồ Lơ ơi. Lại đây đây chú phát quà nào. Trời ơi, trên vùng cao mà sao có bé dễ thương thế. Ôi trời ơi, cháu con nhà ai đó. Hả? À, chiều thôi, đây là con của bạn Hùng đấy. Đấy đi cùng đấy. Cháu bán nói lại con cháu nữa mà. Con đi lại phát phát quà cho các bạn đấy. Đấy đây có bạn này, có bạn áo đỏ đấy. Cho bạn là tôi đi. Đi đi. Con lại cho bạn đi. Ôi. Rồi, các cháu nhỏ. Hả? Người lớn thôi. Đây cho cháu mới đến này. Đây. Bạn mới đến, có bạn áo vàng mới đến. Đây. Rồi quá. Chúng ta ăn xôi ngon không? Dạ. Rất là ngon á. Dạ. À. Cháu gì này? Ôi, xôi này là cho em bé nhưng mẹ ăn luôn. Mẹ ăn cũng được ạ. À. Mẹ ăn cũng được, mẹ ăn thấy thích không? Rất là thích. À, đã khi nào được ăn xôi thịt này chưa? Chưa. Ôi, chưa. Hả? Ở đây không có. Ở đây không có ha? Dạ. À, hôm nay được... Ôi, ngon quá, trên này bà con này. Ngon. Và sau kinh nghiệm làm tiếp. Dạ. Bà con chưa từng được ăn luôn. Chẳng phải. Hả? Cho thế này, cháu ăn này. Đây, có cháu đây rồi, cháu có đây rồi. Có rồi. Đó là đó. Ngon không? Hả? Ngon. Vẫn ngon. Dạ. Ngon hả? Xôi ngon là thịt ngon. Xôi ngon, thịt cũng ngon ạ. Xôi cũng ngon, thịt ngon à. Ừ. Thôi, bươi bươi thế nó lâu. Mình phải dơ lên ăn cho nó rực rỡ. Nhà mình đông con không chị ơi? Mà hai đứa hắn ấy. Hả? Hai đứa gái. Đợi em lên hả? Đi. Chẳng quá. Nhà mình đông con không? Hai đứa gái. Đợi em lên đi. Hai đứa con gái à? Dạ để con nói chuyện tí, để con nói chuyện tí, con hỏi tí. Ủa sao mà mình có cái gì vàng hay là cái gì mà đeo nơi cổ này? Thuốc. Thuốc á? Dạ. Thuốc phải uống trong người chứ đeo nơi cổ được á? Đeo nơi cổ được rồi. Thuốc ở đây. À, thuốc ở đây đeo nơi cổ là không có bệnh á? Mình đau, mình đeo. À. Hết bệnh. Là hết bệnh á? Ừ. À, hay nhỉ. 300 phần xôi rồi mà vẫn thiếu cả nhà. Cho nên là không bây giờ có hai mấy. Trẻ em nó nhiều hả? Vâng, trẻ em rất là nhiều. À thôi, cho mỗi đứa một lốc luôn anh. Một lốc luôn à? Cho một đứa một lốc luôn. Okay. Ba cháu này không có xôi. Rồi. Nhá. Đấy, quà của cô Thi nhá. Cảm ơn ạ. Rồi, hết xôi rồi. Hết xôi rồi bạn ạ. 300 phần xôi mà vẫn thiếu Đình ơi. Đó. Đấy, 300 phần xôi mà vẫn thiếu. Đấy, ăn xong rồi hộp để đó rồi. Ôi dồi ôi. Cả nhà chúng ta ăn xôi ngon không? Ngon không? Kêu lên. Đó. À, những hình ảnh vừa rồi quý vị chúng ta nhìn thấy đó là một cái bữa ăn đối với người thành phố, người miền xuôi chúng ta là một cái bữa ăn rất là đơn giản, một hộp xôi thôi. Thường thì những em học sinh đâu đó bố mẹ mà bề bộn công việc không có nấu được thì buổi sáng đi mua một hộp xôi như thế là 10.000 đồng để ăn sáng, nó rất là đơn giản. Thậm chí đối với người thành phố thì đó là một cái bữa ăn rất là kham khổ. Nhưng đối với những trẻ em ở trên đây đấy, thì đó là một cái phần thưởng, một cái gì đó nó vô cùng xa xỉ mà chúng ta vừa đã nhìn thấy trong ít phút vừa rồi đấy. Các cháu chưa từng được ăn một cái phần xôi mà nó ngon như vậy, nó có thịt, nó có giò. Đấy, đây quý vị chúng ta nhìn thấy đó. Cảm ơn chị Thi rất là nhiều đã cho các cháu của ba bản làng với 300 phần xôi mà đã mang lại cái niềm vui cũng như là một cái dạ dày thật là no trong ít phút vừa rồi chúng ta được cảm nhận. Quý vị nhé, Khánh tạm thời sẽ kết thúc cái video mà chúng ta trao quà là xôi cho các cháu ở đây. Và Khánh mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi cái video để chứng kiến cái niềm vui của bà con dân bản khi mà được nhận rất là nhiều
những cái phần quà mà ngày hôm nay Khánh đang thay mặt cho ba nhà hảo tâm lên đây để tặng cho 150 hộ gia đình ở đây quý vị nhé. Ok, mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi.